Premier League mùa giải năm 2023-24 đứng trước một kỳ vọng cạnh tranh khốc liệt. Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal đã chia sẻ rằng mùa giải vừa qua đã chứng kiến một sự cạnh tranh mạnh mẽ chưa từng thấy trong lịch sử giải đấu này. Các đội bóng đã được tối ưu hóa với đội ngũ chất lượng và nguồn lực mạnh mẽ từ các ông chủ. Với sự hiện diện của nhiều huấn luyện viên giỏi, việc giành chức vô địch Premier League đòi hỏi sự xuất sắc và chiến đấu không ngừng. Mùa hè này, Arsenal đang nỗ lực tìm kiếm những bổ sung nhân sự để duy trì sự cạnh tranh trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League mùa năm 2023-24. Họ đã tỏ ra quyết tâm lớn khi sẵn sàng đầu tư số tiền kỷ lục, hơn 200 triệu bảng, để tăng cường đội hình. Các cái tên như Kai Havertz, Declan Rice và Jarrion Timber được đưa vào danh sách theo đuổi, đại diện cho mục tiêu của pháo thủ trong việc đua tranh chức vô địch. Trong khi đó, Manchester City vẫn đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận rằng thành công không đến dễ dàng. Để duy trì đỉnh cao, The Citizen đã chuẩn bị kế hoạch chuyển nhượng tỉ mỉ. Đội bóng này đã hoàn tất thỏa thuận với Mateo Kovacic từ Chelsea và dự định biến Josko Zvezdion thành trung vệ có giá trị lớn nhất lịch sử. Với dàn cầu thủ mạnh mẽ và những bổ sung chất lượng, Manchester City vẫn là một thách thức lớn với bất kỳ đội bóng nào muốn cạnh tranh ngôi vô địch Premier League. Họ không ngừng nỗ lực để giữ vững vị trí hàng đầu. Trong tương lai gần, sự kịch tính và cạnh tranh trong Premier League năm 2023-24 hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận đấu đầy hấp dẫn và bất ngờ. Premier League mùa giải năm 2023-24 đang chứa đựng những kỳ vọng khốc liệt về cuộc cạnh tranh. Huấn luyện viên Erik ten Hag của Manchester United, MU, đang phải đối mặt với tình hình mua sắm chậm chạp. Ông bày tỏ sự bực tức vì chưa có ngân sách để mang về những tân binh cần thiết. Cựu huấn luyện viên Ajax cảm thấy lo lắng rằng Quỷ Đỏ có thể tụt lại phía sau. Sự thành công của MU trong top 4 và thậm chí là khả năng cạnh tranh chức vô địch đang bị đe dọa nếu không có kế hoạch chuyển nhượng hiệu quả. Newcastle United không thể bị coi thường. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Eddie Howe, đội bóng đã trải qua sự lột xác ngoạn mục. Từ việc đua trụ hạng, Newcastle đã nhanh chóng vươn lên top 4. Tuy nhiên, tham vọng của họ chưa dừng lại ở đó. Đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy điều này, khi Newcastle đã sớm chiêu mộ thành công Sandro Tonali từ AC Milan với mức giá kỷ lục. Liverpool và Chelsea, hai ông lớn của Premier League, không thể bị bỏ qua. Dù mùa giải trước không thành công, hai đội bóng này đang thể hiện sự quyết tâm để trở lại mạnh mẽ hơn. Tottenham Hotspur cũng đang trải qua sự thay đổi để tái khởi đầu. Cuộc đua trong Premier League đang trở nên khốc liệt và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Premier League luôn mang đến nhiều bất ngờ. Yuri Tillman đã rời Leicester City để gia nhập Aston Villa, đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Unai Emery. Aston Villa đang trở thành một thế lực đáng gờm, và họ có thể là ngựa ô tại mùa giải mới. Brighton và Brentford cũng không kém phần đáng chú ý. Brighton vượt qua Tottenham Hotspur để giành vé dự Europa Conference League, trong khi Brentford đánh bại nhà vô địch.